Và tiếp theo sau đây là phần trao thưởng cho các em học sinh khối Nemo, cơ sở Landmark 5. Cô xin mời các em học sinh khối Nemo thuộc cơ sở Landmark 5 cùng tiến về sân khấu để đón nhận phần thưởng vinh dự về cho mình. Danh sách khen thưởng các em học sinh lớp Nemo Landmark 5 gồm có em Trần Minh Anh, Hoàng Hải Anh, Trần Phương Linh, Trần Khánh Linh, Nguyễn Khánh Nguyên, Savannah Megumi Wojai, Lê Thiên Kim, Trương Huỳnh Chi Anh, Nguyễn Đỗ Thiên Vân, Phạm Nguyên Khánh, Bùi Thảo Nguyên, Yurin Park, Trương Bảo Khang, Đoàn Phương Uyên, Nguyễn Minh Phúc, Nguyễn Hữu Quân, Nguyễn Phước Bảo Ngọc, Nguyễn Lê Lan Chi, Nguyễn Bảo Viên Phương, Trình Đức Tuấn, Võ Gia Bảo, Tô Minh Khang, Lê Nguyễn Hồng Ngọc. Danh sách khen thưởng các em học sinh lớp Nemo 2 Landmark 5 gồm có em Nguyễn Hoàng Phúc Lan Anh, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Ngọc Bình An, Nguyễn Khánh An, Trần Nhật Minh, Lương Việt Lâm, Bùi Quốc Hưng, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phan Diệp Kỳ, Trem Tiến Nguyễn, Sơn Tùng Nguyễn, Trương Thục Anh, Phan Quang Đăng, Josephine, Nguyễn Nam Phi, Phan Hoài Anh, Nguyễn Minh Đức và em Trần Lâm Nguyễn Gia Khang, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Nhữ Phạm Nguyệt Minh, Dương Kiều Anh, Nguyễn Trần Anh Khôi, Võ Đỗ Diệu Anh và em Kathleen Weibao. Danh sách khen thưởng các em học sinh lớp Nemo 3 Landmark 5 gồm có em Trần Minh Anh, Trang Minh Tuấn, Phan Nguyễn Bảo Ngọc, Tanaka Ren, Lê Nguyên An, Nguyễn Hoàng Thiên Mẫn, Bùi Duy Bách, Phan Thành Nhân, Phạm Nhật Quang, Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Đình Thủy Tiên, Bùi Thế Vũ, Nguyễn An Nguyên, Nguyễn Tâm Anh, Trịnh Công Anh, Nguyễn Ngọc Châu, Trần Thế Anh, Nguyễn Khánh My, Triệu Quỳnh Mai, Hoàng Kỳ Anh và em Lê Minh Quân. Xin được trân trọng kính mời cô Lê Thị Thanh Diệu and Miss Alexandra Fow and Miss Lily Crow lên trao phần thưởng cho các em học sinh. Trân trọng kính mời cô. And now we would like to invite Miss Alexandra Fow and Miss Lily Crow to come on stage to award. Thank you.
mời các cô giáo chủ nhiệm cùng tiến về sân khấu chụp hình lưu niệm với các em học sinh. Miss Alice. Xin mời các cô giáo cùng đưa các em học sinh về chỗ ngồi.